Ok, và hello, xin chào mừng channel mình. Và mình là Ngọc MTVD, thì hôm nay Ngọc đã quay trở lại rồi nè, để làm thêm một video vẽ vời cho mọi người cùng xem. Và ngày hôm nay Ngọc sẽ tiếp tục vẽ tranh Galaxy nhé. Thì mọi người cũng đã thấy là Sương là đã có một cái em lá mùa thu ở đây rồi đó. Đây, và Ngọc sẽ vẽ tranh Galaxy trên cái em này nha. Và trước khi bắt đầu vào video này, nếu mọi người quảng cáo từ 5 đến 15 giây thì nhớ xem quảng cáo cho Ngọc để Ngọc có động lực làm thêm nhiều video hay cho mọi người cùng xem nhé. Cùng giờ thì không chần chừ gì nữa, hãy bắt đầu ngay và luôn một video nào. Let's go. Ok mọi người, thì bây giờ là Ngọc sẽ đo lại cái phần lá này nè, bằng cái chì này. Đấy, đây là cái lá thu mọi người ạ. Đó. Cái cuốn lá. Là mình sẽ được một cái lá như thế này. Đấy, đây mọi người, nếu mà bạn nào muốn vẽ theo thì có thể vẽ theo cái lá này nha. Đó, và bây giờ thì tiếp theo của Ngọc đó chính là Ngọc sẽ tô màu Galaxy lên cho cái lá này. Đó, và những màu chúng ta cần dùng đó chính là những màu sau đây. Ok mọi người, thì đây chính là những màu chúng ta cần dùng: màu xanh đậm nè, màu đỏ, màu xanh. À, màu xanh này xanh hơi như nhạt gì nha, hơi đậm đậm thôi. Màu tím và màu hường, đáng lẽ là Ngọc mua màu rồi nhưng mà tiết kiệm. Đó, chính sách tiết kiệm là trên hết, cho nên là Ngọc quyết định dùng lại hai em này còn khá là mới. Đó, màu còn khá là mới. Đấy, màu hồng phấn và màu xanh nhạt. À, đây, và bây giờ thì Ngọc sẽ bắt đầu cái công cuộc, đó chính là Ngọc sẽ bắt đầu tô những cái màu này lên nha. Ok mọi người, thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ dùng màu hương phấn trước mọi người. À, thì mình sẽ bắt đầu tô từ xuống đây. À, Ngọc chỉnh camera lại tí. Đó, rồi mình sẽ tô một cái lớp như vậy trước. Lớp tiếp theo là mình sẽ dùng màu hồng đậm ngắn ngắn xinh xinh này. Đó, đấy, mình phải tô cẩn thận nào mọi người, cái gì nó gói gọn trong một cái lá. Đó, nói chung là tô nó quẹt cái cung sao hồi nên mình cắt ra mà lo gì mọi người. À, mình cũng phải cẩn thận. À, đó, ok, từ từ. Thiếu. Bên này còn thêm một miếng nữa. À, bên đây. Đó, ok, và chúng ta sẽ đến với cái lớp tiếp theo nha. Đây, màu tiếp theo của chúng ta cần dùng đó chính là màu tím mọi người, tím liệm, tím sim. Ngọc sẽ tô những cái khía bên đây trước nè. Cẩn thận mọi người. Đó, rồi bây giờ Ngọc sẽ đến với cái lớp tiếp theo nha. Lớp tiếp theo mình cần dùng đó chính là màu xanh này. Đó, Ngọc sẽ tô theo những cái lớp như vậy. Tô thì cái phần này mình tô mình chờ là một cái chỗ trắng trắng. Đó,
ít, chỗ này cũng thiếu màu tím rồi mọi người. Trời ơi, sao mà nhiều tím thế không biết. Đó, những cái phần màu xanh ở đây như vậy. Rồi, đó. Đó, lớp màu tiếp theo là mình sẽ cần dùng màu xanh đậm chương chương này. Rồi, cái lớp màu tiếp theo chúng ta cần dùng mới chính là màu đỏ mọi người. Ủa sao lại là hàng cam vậy? Ủa. Nó là màu cam. À không mọi người, hình như ông lấy lộn thiệt rồi. Cái này là màu cam nè, cái này mới là màu đỏ nè mọi người. Đó, màu đỏ nè, thấy không? Đây. Rồi. Nhìn giống tết son mọi người hả? Tết màu mà như tết sơn vậy đó. Từ màu đỏ lên. Cái này mới là màu đỏ này. Đó, hai bên mép là màu đỏ. Đó, và màu tiếp theo mà mình cần dùng đó chính là màu hồng nhạt. À. Mình sẽ tô những cái khía cạnh này. Đó, và để chừa một cái phần ở giữa như vậy là màu trắng. Đó, và bây giờ Hiền Ngọc sẽ bắt đầu cái công cuộc đó chính là bôi những cái phần này ra nha. Ok mọi người, Hiền Ngọc đã bôi cái màu này ra rồi nó lem tùm lum luôn mọi người. Đó. Thì bây giờ thì Ngọc sẽ bắt đầu chính là Ngọc sẽ đồ lại một số cái màu như là màu đỏ nè. Màu đỏ là còn thiếu rất nhiều nè. Bôi da. Rồi. Tô luôn cái dưới đây màu đỏ luôn. Đấy. Và tiếp theo là màu này. Rồi mình sẽ được một cái lá như vậy. Đó. Ok mọi người, thì bây giờ Ngọc sẽ đứng với cái phần đó chính là Ngọc sẽ dùng bút chì nè. Ngọc sẽ đồ lại những cái đỉnh màu đen ở trên đây.
Rồi. Đó. Ok mọi người, thì giờ ngắm xí một con thỏ mà nha. Đó, ở giữa đây cho dễ thương. Đó. Ngỗng là ngỗng thích nhất là thỏ luôn đấy mọi người. Đó. Con thỏ này mình còn tô màu đen nữa. Đó. À, một con thỏ này. À và bây giờ Ngọc sẽ tô đen cái con thỏ này nha. Ok mọi người, Ngọc đã tô đen cái em thỏ này rồi nè. Đó. Và bây giờ thì Ngọc sẽ vẽ thêm những cái phần đen đen ở đây. Đó. Bây giờ Ngọc sẽ vẽ một cái phần cho cái em này đứng lên á. À. Đó. Rồi mình tô đen luôn cái phần dưới đây luôn. Nãy tô đỏ chưa, giờ tô đen luôn mọi người. Cái này gọi là thay đổi mọi người. Đó. Mình sẽ thay đổi cái ý kiến của mình, sau khi mà mình thấy cái gì đẹp hơn mình sẽ thay đổi cái đó. À. Rồi, bây giờ thì Ngọc sẽ dùng bút xóa. À. Ngọc sẽ vẽ những cái mặt tròn mọi người. À. Đấy. Ừ, nghĩ là Ngọc sẽ thêm vài cục nữa cho nó lấp lánh nè. Đó. Rồi. Bây giờ Ngọc sẽ dùng bút lay trắng. Đây. Để Ngọc viền lại cái phần này. Nè. Phần này hình không cần like đâu. Nó đen thui rồi like làm gì nữa. Like hay không like nó như nhau cả thôi. Đấy. Nè. Đấy. Ý, và mọi người nghĩ là Ngỗng có nên cắt nó ra không? Và đáp án của Ngỗng là quá, dĩ nhiên là cắt rồi, trời nghĩ sao không cắt, trời ơi đó, Ngọc sẽ cắt cái này ra nha. Ok mọi người. Nó lại bị kiểu như là đau họng như vậy. Đó, đây chính là cái lá thu của chúng ta đó. Ghê lá chi mà còn kim thì tuyến mọi người à. Đó, lấp la lấp lánh nè mọi người ha. Ở những cái đầu đỉnh lá nè, lấp la lấp lánh lấp lánh luôn. Ở những em thỏ này đây, ấy cũng lấp la lấp lánh luôn mọi người ha. Đó. À, và nguyên cái cuốn lá này lại cũng lấp la lấp lánh luôn. Nó đây. Đó. Trời ơi, cái này mà dán vô vỡ là đẹp hết sảy luôn đúng không mọi người? Đó, thấy không? Đó.
Ngọng dán bên kia lên rồi nè. Đấy. Đó. Và ok thì video của Ngọng đến đây cũng đã dài rồi đấy mọi người. Hãy chiếc lá thu Galaxy cùng em thỏ lấp láp lánh này đẹp. À, thì hãy nhớ để lại cho Ngọng một like, một share, một đăng ký. Cũng đừng quên xem hết quảng cáo cho Ngọng từ 5 đến 15 giây để ủng hộ cho Ngọng và giúp Ngọng có thêm động lực để làm video hay cho mọi người cùng xem nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Yêu mọi người nhiều. Đó, trước khi kết thúc video thì Ngọng phải ký tên nha mọi người. Đó. Đó, bây giờ thì mới chào tạm biệt mọi người nha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại ở video sau nha. Yêu mọi người nhiều.